Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan gốc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay tôi để ủi đề tài một chút để làm về cái chiếc tàu ma. Cái chiếc tàu ma đã dạt vào bờ của Myanmar. Thưa quý vị hãy xem cái chiếc tàu ma đó trước rồi tôi kể câu chuyện. Đây là chiếc tàu chở hàng to lớn với tên gọi là Samratulangi PP 1.600. Chiếc tàu này vào cuối tháng 8 năm 2018 trôi giặt vào bờ biển của Myanmar. Người ta không hiểu tại sao nó lại trôi giặt. Ngay lúc đó người ta không hiểu. Và ở trên tàu không có hàng, cũng không có hành khách. Nên người ta gọi chiếc tàu này là một chiếc tàu ma. Chiếc tàu ma nghe như trong phim kinh dị vậy thưa quý vị. Hải quân Myanmar nhập cuộc và họ lên trên bon tàu họ điều tra thì họ thấy rằng là dầu rằng có một số nơi xét rỉ nhưng mà tàu này vẫn có còn làm việc được nhưng họ cũng không thấy có crew tức là có cái đoàn quân làm việc ở trong nơi đây nên uh, họ cũng hoang mang lắm. Đó là hình ảnh chiếc tàu ma và trên bon tàu như thế nào. Thưa quý vị, vào tháng 9, tháng 10 năm 2018, báo chí thế giới loan tin về cái chiếc tàu ma này rất là bí ẩn và họ cứ gãi đầu gãi tay không hiểu tại sao cái chiếc tàu này nó dạt vào bờ của Myanmar được. Lúc đầu thưa quý vị, một hôm nó vào khoảng chừng cuối tháng 8 năm 2018, những ngư dân của Myanmar đi ra khơi thì họ thấy có một cái chiếc tàu to lớn, chiếc tàu chở hàng mà, cứ từ từ tiến vào bờ của Myanmar cứ từ từ tiến vào nó dạt vào cái dạt 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 vào bờ và nó bị nó giạt tới xong rồi tôi vô gần tới bờ nó bị mắc cạn nó nằm ở đó luôn mà như quý vị đã thấy cái hình ảnh mà tôi đã gửi thì những người dân Myanmar đó họ hô hoáng lên thì không thấy có có đoàn ngư thuyền nào ở trên đó hết cũng không thấy có ai cũng không thấy có cái sự sống gì ở trên cái chiếc tàu đó thì họ gọi cho chính phủ họ cho rằng là chiếc tàu này nó lạ quá to lớn như vậy mà nó tự nhiên nó dạt vào bờ mà không có ai hết giống như một chiếc tàu ma đó quý vị biết rằng là cái câu chuyện nhiều câu chuyện rồi là, là có những cái chiếc tàu nó lang thang ở trên ở trên biển ấy. nhất là những biển lớn ấy. như là ấn độ dương thái bình dương hay đại tây dương ấy. Thì đây là Ấn Độ Dương thì có những cái chiếc tàu nó lang thang như vậy. Người ta nói là nó có thể nó trôi dạt cả năm 10 năm, chục năm, hai chục năm rồi gì đó. Và có ma ở trên đó. Nên người dân Myanmar rất sợ, không có dám bước lên. Thế họ gọi cho chính phủ của Myanmar. Chính phủ Myanmar mới cử hải quân là các nhân viên điều tra của hải quân Myanmar tới và họ leo lên trên cái bon tàu đó. Thì tôi cũng đã gửi cho quý vị thấy cái hình ảnh của cái bon tàu rồi. Nghe không? Thì họ cũng không hiểu tại sao cái có cái chiếc tàu này nó nó dạt vào bờ của Myanmar nữa. Thì họ mới đi tìm hiểu. Cái cách tìm hiểu hay nhất là xem thử trên cái tay lái tàu họ có cái cái danh từ nó gọi là log in những cái nơi mà họ đến đó, họ họ ghi vô như thế nào. Thì Họ thấy rằng là, là cái sổ mà đi đó là lần cuối đó, là cập bến ở tại à, bên cảng Taipei nước Đài Loan là cách đây năm 2009, như vậy là xích xoát 10 năm rồi. Vậy thì trong cái 10 năm đó, mà không có ghi nữa thì cái tàu này nó như thế nào? Họ cũng không hiểu. Thế rồi họ mới đi xuống họ đi qua thì họ coi đó có cái bảng cái tên tàu nó to lớn là Samratulangi PP 1600 Những cái từ ngữ ngôn ngữ đó nó một là nó xuất phát từ Mã Lai Malaysia đó Hai là nó phải xuất phát từ ở đây, Indonesia Tại cái, 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 cái cái mà gọi là cái Tulang Tulang á là cái tên nó người Mà, người Malaysia sử dụng và người Indonesia sử dụng cho nên họ đoán hai cái là cái chiếc tàu này là nó ở đâu đó ở Malaysia hoặc là ở Indonesia thì họ Google mà hồi đó thì Google cái tên tàu này thì chưa có chưa có ra đâu các bạn họ tìm hiểu tìm hiểu thì sau đó họ biết rằng là à cái chiếc tàu Samratugang PP 1600 này là được nước Indonesia đóng tàu đóng tàu để chở hàng vào năm 2001 chiếc tàu này được chế tạo xong và được đem ra sử dụng. Chiếc tàu này đã sử dụng được 8 năm. Thì cái biến cố đó là nó đã phải tới nước Đài Loan tới Thái Bê Đài Loan là cái cuối cùng. Nhưng mà nó nó không phải thuộc về của Indonesia mà nó thuộc về một công ty hàng hải của Malaysia, của Malaysia. Nó không phải thuộc về của của, của Indonesia. Nó đã được đưa vào hoạt động 8 năm Nhưng mà nó bị rỉ sét Nó bị hư một số cho nên, nên là công ty của Malaysia đó Quyết định đưa nó tới Bangladesh để sửa chữa một là lấy tức là tháo nó ra hết hai là sửa chữa thì họ mới thuê một cái chiếc nó gọi là thơ bốt tức là cái tàu kéo đó kéo cái chiếc tàu này để đi tới Bangladesh để đi tới Bangladesh thì uh, sau đó đó là hải quân của của của, của Myanmar đó đi ra ngoài khơi thì khoảng chừng một trăm mấy chục km ở ngoài khơi có một cái chiếc tàu cái chiếc tàu đó đó thì uh, họ thấy là của người Malaysia và trên đó có một số công nhân người Indonesia họ lên họ hỏi thì mới biết rằng là đúng cái chiếc tàu thật bốt này là kéo cái chiếc uh, lăng đó nhưng mà đó là khi đi thì bị sóng gió nên là bị đứt dây thì cái tàu của á nó cứ trôi dạt vào bờ của Myanmar như vậy đó là cái câu chuyện sự thật là nó trôi dạt thì họ hỏi rằng là tại sao không không vào mà báo lại cho chính phủ Myanmar thì họ nói rằng là trên lúc mà nó bị đứt dây á thì không biết là nó lạc đi đâu nên không biết là nó có nó giạt vô bờ của Myanmar nên Myanmar mà thấy được rồi thì bây giờ mới tới hỏi thì họ trả lời cái chiếc tàu này là dự trù đưa tới bangladesh một là sửa chữa nó hai là tháo nó ra luôn dismantle nó hoàn toàn để làm một cái gì khác nhưng mà trên đường đi đó thì bị xong dông tố nên bị đứt dây kéo là bây giờ nó dạt đi như vậy chứ nó không phải là một cái chiếc tàu ma gì hết họ mới kể câu chuyện thì sau khi mà người dân Myanmar mới biết được sự thật đó, thì họ thở phào nhẹ nhõm à nó không phải là một chiếc tàu ma giống như các phim kinh dị nó không phải là một chiếc tàu ma giống như các phim kinh dị và báo chí thế giới lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm đây là một chiếc tàu có thật không phải là một chiếc tàu ma nhưng mà đã họ vẫn sử dụng đó là the ghost ship Ha, chiếc tàu ma vì lúc đầu là họ hoang mang lắm không biết cái xuất xứ từ ở nơi đâu mà thấy một cái chiếc tàu to lớn công kềnh trôi dạt vào bờ của Myanmar hôm nay đổi chuyện đổi khẩu vị gửi đến quý khán thính giả câu chuyện như vậy thôi <laughs> ha, có chiếc tàu ma nhưng mà có nhiều người có cái trí tưởng tượng họ có thể đóng được phim tôi quý vị phim Thôi thì cũng xin kể sơ câu chuyện chiếc ra tu lăng uh, Y 1600 Trôi giặt vào bờ của Myanmar Được gọi là chiếc tàu ma Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi Và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau